vấn đề này chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà em còn làm sai. Thế bây giờ làm sao, em có giải quyết được không? Chị đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần để cho em hiểu rồi mà em còn không giải quyết được. Thế bây giờ làm sao em có giải quyết được không thì em báo cho chị để chị cùng sắp xếp. Chứ mà cứ để như vậy thì làm sao mà giải quyết được công việc được? Em có làm được không? Em làm được không thì em nói rõ cho chị một câu đi. Em phải tự chịu trách nhiệm trước cái việc làm của em nha. Bây giờ chị nói em nghe này, chị cho em đúng 30 phút để em giải quyết cái vấn đề này. Bây giờ chị sẽ tới ngay thì chị sẽ kiểm tra, được chưa? Em lo làm việc đi. Thank you.
Bi ơi, Bi ơi, Bi ơi, mẹ về này. Ô, sao tự nhiên hôm nay cái nhà cửa sạch sẽ thế nhở? Bi ơi, ra đây mẹ nào. Bi. Bi ơi. Bi ơi, ô Bi, sao nãy giờ mẹ gọi mà có không trả lời? Đi lại đây mẹ nào, đi. Sao nãy giờ mẹ gọi con mà con không trả lời sao á? Hả? Có chuyện gì? Sao? Con sợ cái gì? Con sợ cái gì á? Hả? Con sợ gì hả? Sao mẹ gọi con mà con không lại với mẹ? Hả? Con sợ mẹ cái gì hả? Mẹ có làm gì con đâu? À, hay là hồi nãy mẹ nói chuyện điện thoại to tiếng quá là làm con sợ phải không? Phải không? Ồ, mẹ xin lỗi nha. Ồ, mẹ xin lỗi. Mẹ có việc nên là mẹ hơi bực mình một xíu á. Mẹ xin lỗi nha. Xin lỗi Bi nha. Không sao, mẹ thương Bi mà. Mẹ đâu có bao giờ ta tiếng baby đâu nhá. Bi hôn mẹ cái nào. Mẹ cái ôm mẹ thương. Mẹ thương nhá. Mẹ thương. Mẹ xin lỗi nha. Mẹ làm cho Bi sợ rồi. Bi dọn nhà cho mẹ phải không? Phải Bi dọn không? Ừ. Bi giỏi quá. Mẹ cảm ơn Bi nhiều nhá. Mẹ ôm Bi này. Mẹ thương. Đừng sợ mẹ nha, mẹ yêu con mà. Yeah.